Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói chuyện về rác. Đúng vậy, rác. Một vấn đề rất là nan giải. Nhưng mà ở Mỹ người ta quản lý rác như thế nào? Nhưng mà trước khi nói về vấn đề quản lý rác như thế nào ở Mỹ thì mình muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này đã có thật của một người bà con của mình sống ở Hà Nội. Cách đây khoảng 20 năm thì cô làm cho công ty môi trường Hà Nội. Thì vào những buổi chiều tối, có thể đêm, có thể sáng sớm, thì cô đẩy những chiếc thùng rác đi qua các hộ gia đình ở trong thành phố Hà Nội á, mà cô phải nhặt lên từ những cái thùng rác của từng hộ gia đình, xong đổ vào trong thùng rác. Khi mà cái thùng rác đó gần đầy hoặc là đầy rồi thì người ta phải dùng những cái chiếc xẻng hoặc chổi để dằn nó xuống, để người ta có thêm chỗ mới để đổ các thùng rác khác vào thì cũng đựng được nhiều, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều lần là cô dằn xuống mà có nhiều thứ ở trong những cái túi lông nhỏ nhỏ mà đã bắn ra. Thì cô giật mình mà không thể tưởng tượng được. Đại là cái đó. Đại là cái đó. Chắc là các bạn có thể đoán ra là mình đang nói đến cái gì. Mà những cái chuyện như thế là nó rất là đáng buồn và cũng rất là nực cười, cười đến ra nước mắt luôn. Nhưng mà cô phải chịu đó. Giờ thì ở Việt Nam mọc lên rất là nhiều các khu chung cư khác nhau. Và đây là một ví dụ về việc quản lý rác ở một khu chung cư của người bạn học mình ở Hà Nội. Mấy hôm trước mình có nghĩ đến cái đề tài về quản lý rác ở Mỹ và mình đã liên lạc và hỏi bạn mình, thì bạn mình ra tận nơi để quay, rất là nhiệt tình. Mình rất là cảm ơn bạn Nhung. Vậy thì ở Mỹ người ta quản lý rác như thế nào? Vậy thì ở Mỹ quản lý rác như thế nào? Như là nhà mình đây. Đây là cái thùng rác dành cho bếp này, gia đình, những cái rác mà không thể tái chế, không dùng được nữa. Cái thùng này là không biết là bao nhiêu lít, khá là to. Còn cái này, cái túi giấy này là để đựng những cái túi ni lông. Bây giờ túi ni lông không được để vào trong rác để vứt đi, không được để vào trong rác có thể, tức là chung với lại nhựa và giấy, mà phải để riêng, xong rồi gói vào mang đến một số cơ sở và để ở đó thì người ta sẽ mang đi giúp mình. Cái thùng này là đựng giấy này, đồ nhựa này, mà không phải rác, không phải túi ni lông. Phần rác này sẽ đổ vào thùng rác tái chế. Và đây là cái thùng rác mà mình để những cái đồ ăn thừa hoặc là trái cây bị hỏng không dùng đến, hoặc là hoa khô hay là héo rồi thì mình đổ vào đây, hay là cà phê, đó là giấy ăn thì có thể vào đây, để vào đây được, tại vì người ta sẽ tái chế thành cái đất mùn để có thể trồng cây, rất là tốt, không phải là hóa chất. Ngày mai đợt thứ năm thì là cái ngày mà người ta đến lấy rác, thì mình vừa mới mang cái rác ở cái thùng này ra. Và một cái điều rất là đặc biệt là cái túi ni lông này nó được sản xuất bằng cái chất liệu mà người ta có thể vứt cả túi này lẫn rác ở bên trong và trong cái thùng rác mà có thể tái chế để trở thành đất trồng trọt, chứ không phải là đổ cái phần rác ở bên trong đi rồi vứt cái túi giấy ni lông đó vào trong một thùng rác khác. Nếu như mà mình không dùng cái loại túi ni lông đặc biệt này, cái túi ni lông đặc biệt này thì phải mua theo gói mà cũng mắc tiền hơn, nhưng lại rất là tiện và sạch sẽ. Nhưng phải nói loại túi ni lông này không có chắc như các loại túi ni lông khác. Nói chung là một sáng kiến rất là hay, đúng không các bạn? Sau đó thì khi mà rác, thùng rác ở trong nhà nó đầy, mà đến cái ngày mà xe rác nó đi qua một tuần một lần, ví dụ như là tiểu bang
Washington này và thành phố Seattle này nhé, hay là Seattle này, và ở quận phường của mình, thì người ta đến vào ngày thứ năm cả ngày, nhưng mà thường nó bị thường xuyên vào buổi sáng, thì thường chia theo từng khu đó. Đây là cái thùng rác mà để rác mà ở trong bếp á, một cái thùng lớn nhất á, rác mà người ta không thể tái chế được, để cho vào cái thùng này màu đen. 1 gallon hình như là 3 lít, hơn 3 lít. Thì còn cái thùng màu xanh này, xanh da trời này, thì là để chứa chai lọ, giấy báo, thùng nhựa mà người ta có thể tái chế được. Cái rác tái chế này, thùng này, người ta đến 2 tuần một lần trong tháng, cũng vào ngày thứ 5. Cái này 1 tuần một lần, chỉ vào ngày thứ 5. Và cái thùng rác này màu xanh có nghĩa là thể hiện cho cái lá cây môi trường, mà nó có đề đây là compost. Thì compost có nghĩa là cái thùng rác mà bằng cái kim loại mà mình vừa cho các bạn xem ở khi mà mình ở trong bếp á, để những cái đồ ăn thừa hoặc là trái cây, hoa khô héo đó, để vào trong này. Hoặc là lá cây, cỏ, gỗ, những cái thứ gì mà có thể xay ra để trở thành cái mùn và tái chế thành đất mà các thứ thể dùng để trong việc trồng trọt. Đấy, mỗi lần mà mình làm vườn xong, ví dụ vậy, là mình bỏ vào trong thùng này. Trời, trời đẹp quá trời luôn. Hôm nay như là khoảng 30 đến 31 độ. Cái cây kia đẹp quá. Mùi rất là thơm. Vào buổi sáng thứ năm thì các hộ gia đình là cần phải bỏ rác của hộ đó ra trước cửa như thế này. Đây là rác của bếp này. Rác mà không thể tái chế được thì cho vào đây. Đây là giấy, rồi nhựa, rồi chai, lọ. Và đây là rác của vườn. Đó, để người ta tái chế thành đất đó, mùn, để phục vụ cho việc trồng trọt. Xong người ta lại đóng gói thành bao, xong rồi mang vào trong các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, cây để bán. Đó, mình cho người ta không mà còn phải trả tiền phí chở rác đi, xong rồi phải mua của họ những cái túi đất đó về để trồng trong vườn. Chủ nghĩa tư bản mà, cái gì cũng liên quan đến đồng tiền và những cơ hội kinh doanh. Việc quản lý rác ở Đức nó còn trở lại những cái năm 2004, khi mà mình sống ở Đức
trong vòng 6 tháng ở thành phố Düsseldorf, nó chỉ phía trên thành phố Cologne thuộc tiểu bang North Rhine-Westphalia ở miền Tây nước Đức á. Trước mỗi một cái tòa nhà thì người ta xây những cái hố, xây đàng hoàng nhé, hố xong người ta để xuống dưới đó những cái thùng rác nó cũng lớn và cũng để dành cho những cái loại rác khác nhau. Rác là chỉ có đổ đi vứt đi hoặc là rác tái chế, mà kể cả họ còn có những cái thùng làm những cái sắc màu riêng dành cho những cái loại rác, ví dụ như là bia hoặc là chai nhé, chai màu vàng hay chai màu đỏ hay chai màu xanh, mà còn để vào từng cái thùng khác nhau như vậy, đến cái mức độ như vậy. Và mỗi một cái hộ gia đình ở trong cái tòa nhà đó chỉ có một cái chiếc chìa khóa, thì mỗi khi mà đổ rác vào đó thì người ta phải mở lên, xong rồi đổ rác vào, vứt rác vào những cái thùng khác nhau như vậy. Cái ý thức của người dân nó rất là cao. Nước Đức từ xưa đến nay là rất là nổi tiếng về sự ngăn nắp, sự có tổ chức và kỷ luật. Thùng màu đen thường để rác không tái chế. Thùng có màu xanh lá cây thường để chứa các rác như là đồ ăn cũ, đồ ăn thừa, vỏ cây, lá cây và các hộp mà đựng đồ ăn mà có thể tái chế để trở thành đất trồng trọt được. Thùng màu xanh da trời thường là để chứa các đồ rác để tái chế như là giấy báo hoặc là thùng cắt tông. Người dân thì có ý thức rất là cao. Các bạn thấy đây, người Đức có những cái thùng rác có những màu sắc khác nhau để chứa đựng những loại chai lọ theo màu tương tự. Phải nói là cái ý thức của người dân rất là cao.